rồi ạ. Một ạ. 60 giây nữa. Còn 1 phút đúng không ạ? Vâng ạ. Đồng hồ đếm ngược sẽ được hiển thị trong bài chúng ta có thể thấy rằng trên màn hình lớn thì vẫn xuất hiện rất nhiều không khí đón năm mới ở các nước. Và một lát nữa thôi thì sẽ là không khí đón năm mới tại thành phố hiển thị thân yêu của chúng ta. 40 giây. Có thể nói là Hoàng Linh và anh Trọng Nhận rất rất may mắn khi chúng ta được đứng ở vị trí này để quan sát toàn bộ quảng trường. Đúng không? Rất là đẹp. Vâng, chúng ta 25 giây. Chúng ta đã nhìn thấy đồng hồ đã xuất hiện trên màn hình chính rồi. Mọi người có thể đến cùng chúng tôi được không ạ? Quý vị chuẩn bị đến cùng chúng tôi nhé.